Chào buổi sáng, chúc các bạn buổi sáng ngày vui vẻ. Ngày ngày đẹp trời, trời quang mây tạnh. Đây là nhà tôi ở, có lúc tôi đang ở. Bây giờ hôm nay là đưa con gái đi học. Con gái đang đi trước ấy. Hôm nay rảnh rỗi đưa con gái đi học đấy. Bạn chiếu nhé con. Con chào đi, con chào cô chú đi. Hôm nay cháu đi học. Cháu đi học ơi. Các bạn cùng mình đưa con gái đi trường học nhá. Ngày nào cũng đưa con. Đưa con đi học. Đấy, các bạn thấy trời thời tiết cũng đẹp không? Đã ấm lên rồi đấy. Mới loại lạnh mà nay đã ấm lên rồi. Rất là ấm. Đây là đang trời đèn xanh đèn đỏ. Ngày sau mình nên là nhà tầng hai là nhà mình. Đưa con gái đi, cứ đưa con đi. Xanh mà nói chuyện là đèn xanh được. Đây là đang đi qua đường tay phải. Vừa có một con xe là chạy vượt đèn xanh chính đâm vào bà già, nguy hiểm quá. Trên đường đưa con đi từ nhà đến trường cũng rất là gần thôi, con đi bộ tầm 5 min là đến nơi. Đây là con gái lớn, hôm nay nên 6 tuổi rồi. Nhưng mà tiếng Việt cháu biết ít á, tiếng Việt cháu biết nói gì cả. Nói mấy câu vớ vẩn thôi. Bố ơi, mẹ ơi thôi, con đi ơi. Cháu chỉ biết nói tiếng Ru thôi, tiếng Rumania. Sang năm cháu lên 7 tuổi là cháu đã đi học lớp 1 rồi. Đã đăng ký cho cháu đi học lớp 1. Sang năm bắt đầu đi học lớp 1. Đây là đi sang đường. Sang đường đi để ý xe chứ sang đường xoáy trái phép này là bị ăn đòn. Có xe này đi ngược chiều. Đấy, có xe đi ngược chiều là bị ăn đòn rồi. Này, thời tiết ấm lên là tuyết tan gần như là hết rồi. Mấy đầu tuần còn rất là lạnh, tuyết rơi đóng băng, và đến hôm nay trời nắng ấm thế là tuyết tan rồi. Đây qua trường học ô tô hơi kỳ đông, ô tô hơi nhiều. Đây là quanh đây là toàn mẫu giáo, mỗi trường học, tất cả phòng khám nhà khoa, tâm răng như thế em, ô tô, rồi chúng đi đến trường học rồi.
Và trường học các bạn vào lớp học xem nhé, nhưng mà cái này có camera nó không quay được lại, quay được lại để xem. Rồi, đây là đường đi vào trường học của cháu đây. Hôm nay cho các cô các chú là ngắm trường của các cháu. Đấy, trường của cháu có như là một cái công viên, có đồ chơi, có đu quay, có cầu tụt. Xung quanh đây là những chậu cây, mai ấm lên thì sẽ trồng cây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong nhà. Vào đi. Lớp học của cháu. Con tụt rồi. À, con cởi áo vừa cho tụt ra. Ok, bây giờ mình đi vào đây. Rồi vừa vào trong mẫu giáo xong, đưa cháu đi học. Bây giờ mình lại chuẩn bị đi về. Thì vừa vào bên trong là mình phải hỏi cô giáo một số vấn đề về hôm qua là cháu nó bị làm sao và lần này bị xước ở cái lưng nên là mình không thể quay cho các bạn xem được. Thì hôm nay cái ý định của mình đến là hỏi tại sao là cháu bị ngã, là không biết là bị ngã ở đâu. Thì hôm qua con gái cũng có về hỏi con gái là tại sao bị ngã ở đâu. Thì con gái cũng nói là ngã ở chỗ bà Trâm, cho bà Trâm chứ không phải mẫu giáo. Thì hôm nay muốn xác định lại xem là có phải con gái nói đúng không. Thế thôi. Rồi còn các bạn ở các video là sao nhá. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.